Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 60. Chuyện Thổi Tù Già. Tiền thân Sankhadama. Thổi, chớ thổi quá. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, Bậc Đạo Sư đã kể về một tỷ kheo khó bảo như trước. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình một người thổi tù già. Cùng cha đi đến chỗ tế lễ các vì sao ở Ba La Nại. Do thổi tù già, hai cha con được nhiều tiền. Khi về đến một khu rừng có ăn cướp, người con ngăn cha chớ có thổi tù già liên hồi. Người cha nói, với tiếng tù già, ta sẽ đuổi bọn cướp chạy. Nên ông cứ thổi liên hồi. Bọn ăn cướp trốn ở đó trước, xông ra cướp của. Người con nói lên bài kệ, Thổi, chớ thổi quá. Thổi quá thành không tốt. Do thổi được tài sản, do thổi bay hết tiền. Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người cha là tỷ kheo khó bảo này, còn người con là ta vậy. Ha ha ha,